Hello, Mỹ Quốc Tâm xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em trở lại cửa hàng xe máy của anh Hưng Phát nha chị các bạn. Chi mua bán và trao đổi tất cả những mẫu xe như là xe số, công tay và xe tay ga nha anh chị ơi. Hôm nay em đến đây cập nhật cho anh chị các bạn mình những mẫu xe bên cửa hàng còn khá là nhiều á. Địa chỉ cửa hàng là B7O19, Lý Thường Kiệt, Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương nè anh chị. Và số điện thoại thì em có để chi tiết trên màn hình nha. Anh chị các bạn mình ở xa có thắc mắc quan tâm dòng xe nào, lát em quay á, mình có thể trực tiếp liên hệ qua số trên màn hình giúp em nha. Cửa hàng có hỗ trợ ship xe ở xa và hỗ trợ trả góp luôn nha anh chị. Hôm nay mình đồng hành với anh chủ cửa hàng này là anh Hưng nè. Rồi chào anh. Hello, xin chào toàn thể anh chị em nhé. Bữa nay lâu lâu em lên livestream tí đúng không? Lâu lâu thay, sống thay mặt bà chủ livestream tí. Có gì nói sai sót đấy anh chị em mình bỏ qua nhá. Rồi. Mà em đã lên live là em giảm. Em ghét cái em lên live là em giảm. Đấy. Nên bà chủ bà ghét lắm. Em lên là em giảm nhá. Okay, giờ mình chú ý, em giảm ít không giảm nhiều đâu, đúng không? Rồi bắt đầu mình xem từ ngoài luôn anh ha. Chỗ ngoài nhỉ. Ví dụ đây, chỗ này đây. Đây. Thôi rồi, giờ mình giảm luôn đi. Con này là hầu như bà chủ bà đóng báo là 10.800.000 đúng không? Đó, bữa em giảm cái này. Quay Black 27 bên cam đĩa nhá. Đó, máy móc bao zin. Bảo hành 6 tháng. Con này còn giảm nhá. 9.500.000. Không, 9.500.000, 9.500.000. 9.500.000 nhá. Bên mình có ship xe thì nếu mà anh chị mình cần cọc bao nhiêu mình mới ship được. Đây chung là bên cửa hàng là ship xe tòa 63 tỉnh thành. Đúng không? Chỗ nào cũng được. Ví dụ mình Bắc, mình Trung là gần từ 3 triệu lên là ship xe. Đó, còn ở khu vực miền Nam miền Tây này nha. Tầm 2 triệu. Tầm 2 triệu là mình ship là được. Ship xe, đúng không? Dạ. Và khu vực Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai thì cứ chạy lên lấy, đúng không? Hoặc là ship xe cũng được thôi, cũng phải cọc 2 triệu à, đúng không? Như bên cửa hàng là có xe chuyên chở xe máy, đi ship. Đó, nếu gần gần đây cho Grab chạy, đúng không? Rồi. Rồi, kế tiếp là... Và đây là con Jupiter Gravita đó, 2010 nhá. Dòng này này, 2010 chạy cực ngon luôn, đúng không? Cửa hàng bán trong bữa nay mình lai cho vợ cho mình 10 triệu, đúng không? Gravita, đúng không? Ở đây em đứng này quay đúng không? Anh đứng sau anh đọc biển số luôn. Rồi, ok. Đúng không? Đọc cái này là 9.500.000 này. Là còn biển số 65H1-22576. Rồi. Và con Gravita là biển 77L1-641-39. Nhất thần tài luôn, đúng không? 64 nhất thần tài luôn. Đó, con này còn 10 triệu này, đúng không? Và Jupiter 24-25. 2015 hay sao á, đúng là 2015 đúng không? Phục dầu nhá. Đó, Jupiter phục dầu. Anh FI luôn, cũng rẻ như CS luôn. Cửa hàng bán cho 12.600.000. Con mình giảm cho 1 triệu này, đúng không? Giảm 1 triệu luôn. Ok chưa? Giảm là còn 12 anh. Còn 12 triệu, đây là 13.600.000. Mình giảm 1 triệu, còn 12.6. Anh em thiện chí tới cũng giảm tiếp luôn, bớt tiền thang cổ cho nhá. Rồi, tiếp tục. Lâu lâu tới mà thấy cái thấy lên bà chủ hỏi sao giảm nhiều vậy, nó cứ bảo thằng bẩn bẩn á, nó giảm vậy á. Các bạn cứ bảo video lên đúng không? Rồi. Mình ít khi lên video lắm nhưng mà lên là mình giảm. Đó, đúng không? Rồi. Mong anh chị em ủng hộ nhá. Và đây cũng Jupiter Gravita nhá, FI luôn nhá. 214. Đúng không? 214. Bữa hôm là bà chủ bán là 12.600.000. Bữa nay mình bày 1 triệu luôn. Là còn 11.6 nha. Anh chị em bà con mình cứ chụp màn hình lại, cứ bảo thằng mặt thằng này nè, giảm đúng không? Ok, mình nhanh rồi. Lắm đúng không? Còn đấy. Cái dòng quay A 100 này mình cũng giảm được nhá, đúng không? Đây, cái này quay A 100 bị biển số Sài Gòn, xe máy móc bao zin, đầu nồi bao zin êm đúng không? Máy móc cửa hàng bảo hành 6 tháng, con cửa hàng bán cho 10 triệu. Ok chưa? Quay 100 anh chị ơi, lắp quay 100 nhá. Nó lên là cái phục đĩa thôi, đúng không? Và đây hai con Sirius 24, đúng không? Bộ hôm mà chủ bà đang bao nhiêu nhỉ? Con này là con này thôi mình nói đại đi. Giờ mình biết bà chủ nói 8 triệu hay sao á? 8 triệu đúng không? Ok, bữa nó giảm như này. Mỗi con bớt, mình nói nhanh luôn, mỗi con bớt 1 triệu, 7 triệu một con, ok chưa? 7 triệu luôn anh chị. 7 triệu một con Sirius 24 nhá. Đó. Đó, 7 triệu nhá. Anh chị em bà con mình cứ chụp màn hình lại rồi bảo thằng làm thuê cho bà á.
đó, mạch bình bình xấu xấu á. Rồi đó anh chị mình lưu ý nha, đó xuân xuân này mà quần sa lòn á đúng không, lên livestream bán giảm mỗi con 10 triệu đúng không, không cái xe nào mình nói giảm là giảm nhá, không hề đua xe không, bà xe nào giảm bà nói chết luôn đúng không, bà chửi chết luôn. Hai chiếc nào biển ở đâu vậy anh? Con Sirius này là biển số 62P1 36100, còn con Sirius này là biển số 72F1 27140. Ai chờ mình tí nhá, mình giảm lên dưới mình viết luôn cho. Rồi ok, cho mình một cái viết đi, viết đỏ mình viết, mình giảm luôn đi đúng không, còn mình giảm cho chị em một bữa sau tới đó, cứ bảo thằng nào bẩn bẩn mặc con sa lòn á giảm á nhá. Nếu bà chủ có hỏi vậy nói thằng nó bẩn bẩn nó giảm á, không bà chửi em chết á nhá, nói cho nhỏ nhỏ thôi. Rồi ok nha chị, nói bé bé thôi bà chửi chết á. Đây con này là khi nào là mình bán, giờ là mình bán cho bây giờ giảm như này còn 9 triệu này, 500 ngàn này, anh chị em đừng bớt mình nữa nhá. Con này cũng vậy này, mình giảm luôn này, 9 triệu 500 ngàn này. Ai con này 10 triệu, con này 10 triệu cho rồi. Con 10 triệu này. Đó, mình không giảm nhá. Jupiter. Con này Jupiter này mình giảm 1 triệu này, còn 12.6 này. Đó. Rồi, cái con này là cũng này, 11 12.6 mình giảm con 11.6 này. Đúng không? Đó anh chị em tới rồi đấy. Con này này 10 triệu rưỡi này. Con này 11 triệu 500. À? Mình giảm con 1 triệu còn 10 triệu rưỡi đúng không? Đó, con này 9.8 mình giảm thế này, còn 7 triệu này. Ok chưa? 7 triệu ơi, 200 nghìn này. Thôi mình cho 7 triệu luôn đi. Bành là lớn nói 7 triệu mình chỉ làm à? Việt Nam mình nói là làm đúng không? 7 triệu nhá. Nhiều người đọc tưởng có 70 triệu là chết em luôn nhá. Rồi, hai chiếc xe gút này nha. À, 7 triệu một con nhá, máy móc là bao zin đúng không? Êm. Mấy thằng xe hãng này cửa hàng bảo hành 6 tháng đúng không? Rồi ở đây bên trong này còn Center 135 nè anh chị. Đây là Jupiter. Ai quên đi cơ, mình nói lộn nhá. Con Ek 135 nhá. Bộ hôm nay nó là hình như là 13 triệu đúng không? Mình bán như này 13 triệu nha. Con này bộ hôm 11 triệu đúng không? Mình là còn 10 triệu 600 ngàn nhá. Ek 135 bây giờ cũng 10 triệu 6 à. Mình bao rẻ nhất thị trường luôn nhá. Con này là 6 triệu mấy nhá. Đây mình để mình và quay mình giảm đi tí mình đọc luôn cho. Rồi. Ra thẻ cho đúng không? 5 triệu 600k. Ồ 5 triệu 500k luôn đi. Mình cứ giảm lại 1 triệu đi. 1 triệu rưỡi luôn. Đúng không? Con này 7 triệu 500 ngàn. Ok. Đó, con này là con AB208. Máy móc mình con này mình bao zin nhá. Êm nhá. Đúng không? Đó, mình có quan tâm dòng xe nào mình nhanh liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị các bạn ơi. Anh chị em lên cứ lên video chụp màn hình lại, thấy mặt em là tới là cái nói thằng này giảm này, thế là bà chủ bà cứ chửi em, có chửi mọi người đâu đúng không? Cứ đánh em, đánh người đâu, cứ lên đi, đúng không? Như nào rồi. Anh chàng nào vui tính đẹp trai hay em gái nào đẹp trai, đẹp gái nữa, lên giảm tiếp, đúng không? Rồi rồi, ok, ok, ok. Còn xe này xe nhà đi em bán nó nhá. Rồi. Xe chân đi lại đá bóng của em đấy. Rồi bên trong này mình xem lô SH luôn nè anh ơi. Anh thấy AB SH này được chưa anh đi? AB rồi ok. SH nốt nè hôm nay nhiều nè. Con vẹn ở trong trước ha. Ừ. Ví dụ như con này là SH mod 2018 khóa smart key. Đúng không? Máy móc bao zin, các quý anh chị em mình rút hồ sơ ra tên thêm phí nhá. Con 2018 bộ hôm là 39 mấy? 39 triệu 800 ngàn đúng không? 39 triệu 6 39 triệu 6 mình còn 38 triệu 600 ngàn này mình giảm 1 triệu nhá. Rồi, ok chưa? 38,6 nhá. Con này là biển 72. Con này là bình 41 triệu không? Đây. 2019 40 triệu 8 40 triệu 8 mình giảm còn 39 triệu 8 này đúng không? 39,8 nhá. Rồi. Mình giảm cho anh chị em nữa. Về anh chị em lắm anh chị các bạn, màu sơn đẹp lắm này. Con tuyệt đẹp luôn. Đó. Đây là SH. SH Mod 214. Biển số 36. 36B335769. Con này cửa hàng bán nó 30 triệu. Đúng không? SH Mod chỉ có 30 triệu thấy không? Hồi bữa là 30 mấy? 36 à. Nhưng mình lúc nãy rồi, con nào mình đáng giảm thì giảm nhá. Lỗ đấy. Đó. Rồi. 3 triệu mình chết luôn. Và đây là con Vision 218 màu đỏ đen, trắng đen nhá, khóa xe bắc cây, remote đủ 2 chì. Con này cửa hàng đang bán cho 39 triệu 600 nghìn, đúng không? Đó, anh chị em xuống mình có bất lòng cho, đúng không?
có thắc mốt anh chị các bạn ơi. Đó. Tiếp tục màu trắng này. Tiếp tục màu trắng này là 24 luôn. Mình giảm còn mình không giảm nhá. Con này là có 30 triệu thôi, mình không giảm đâu. Đó. Con này mới về mấy hôm nè. Mấy hôm là 30 triệu nha, mình vẫn bán 30 triệu nha. Rồi ok, con này biển ở đâu anh? Con này biển số 93C1 03358. Đúng không? Rồi tiếp tục xuống bên dưới đây mình cập nhật. Mình xuống AB bên này đi. Trước đây, anh ơi. Con AB này khách cọc chưa bà chủ ơi? Hình như bà chủ con này cọc, chưa cọc mình cái đầu giá luôn đi. Đúng không? Rồi. Con này chưa cọc, con này cọc là bà chủ bà báo rồi, chưa cọc đúng không? Con này cửa hàng AB 2020, 21 gì đó. Con này cửa hàng vẫn bán 29.600.000 nhá. Màu đen nhám tuyệt đẹp luôn. Đúng không? Xe này tuyệt đẹp luôn, remote đủ 2 chìa đây. Đúng không? Remote đủ 2 chìa. Đó. Rồi. Xe tuyệt đẹp luôn. Xe mới chạy 16.000 này. Đúng không? Xe tay ga thì hai con này thì đây. Còn hai con AB này mình giảm cho anh chị em nhá. 26.800.000 đúng không? Mình giảm cho còn 25 triệu này. Đó. 25 triệu này. 500 này. Đó, giảm 1 triệu mốt một con nhá. Cái này còn 25 triệu này, 500 này. Đó, đúng không? Rồi. 29 okay. Khóa cho một cây có 25 triệu à. 500 ngàn à, đúng không? Hai chiếc này biển ở đâu để quay con biển luôn. Đây, biển 38 chứ là biển 37 nha anh chị. 38, 37 nhá, khóa xong một cây 29 hết, đúng không? 72. Và con này là biển số 72, màu đen nhám mẫu mới. Đó, mẫu mới luôn. Rồi, tiếp tục xuống bên phía dưới là Winner. Phía dưới Winner đi. Mình cho Winner tổng điều lên. Winner bên em á, cái dòng Tây Côn bên em á, là máy với tất cả các dòng xe em bảo bao zin êm, đúng không? Bảo hành máy móc 6 tháng, đúng không? Những con nào rớt, xe mà rớt rồi là bên cửa hàng sẽ báo rớt ngay, đúng không? Như con Winner này 29 này, 29 màu đỏ đen, đúng không? 18.600.000, đúng không? 18.600.000, biển số là 93F1 66591, đúng không? Rồi tiếp tục. Và đây là con biển số Winner X, biển số 36B7 34782. Con này cửa hàng vẫn bán là 20 triệu, đúng không? 20 triệu. Con này bán ABS nha anh chị. Bán ABS nha. Tùy chất xe, ABS rồi tùy chất xe rồi. Winner X thì đẻ rồi. Và đây là con Winner X luôn, biển số 69B1 57398, đúng không? Con này cửa hàng cũng bán cho 20 triệu luôn. À 19 triệu 600 nghìn, đúng không? 9.6 triệu. 19.6 triệu. Rồi. Và con này là biển số 83V1009. Trời ơi, những anh nào dùng mạng cái gì Mobi hay là gì này, đầu số là 0909, đẹp lắm, đúng không? Con này bán ABS. Con cửa hàng ABS, cửa hàng bán cho 20 triệu luôn nhá. Lâu lâu anh em lên thấy thằng nào bữa nào xuống ba chủ có thấy á, cái thằng bẩn bẩn mặc salon á, giảm nhá. Rồi. Đây. Rồi và đây là con Winner X này. Mình số rất đẹp luôn. Và con này cũng đẹp luôn này, mình bao đẹp luôn này, đúng không? Con là Winner là 2020. Cửa hàng bán 20 triệu này. 92E1 56789 nhá. Có 20 triệu thôi. Đó. Rồi. Nghe mình số kinh không? 56789 nha, mình cũng nói dọc nhá. 5789 nhưng mà nó 20 triệu luôn. Nó để lộn đúng không? Lộn đâu không lộn luôn. Đây dọc đâu thật mà. 5 6 7 8 9, đây có lộn đâu, số 9 nằm ngay giữa em. Có 20 triệu thôi. Bên trong mình có V3 sẵn đây, tôi giới thiệu cho anh chị các bạn. Ờ V3, V3 con V3 nằm tí mới xả luôn cho. V3 này có rất là nhiều anh chị hỏi nhưng mà sao em nó còn nằm ở đây nè. Ờ V3 hỏi nhiều mới không thấy nằm đó đúng không? Đây màu trắng đen luôn. Xe mới lắm. Xe nó sơn rất là bóng luôn anh chị. Đó, đây, xe đi về rửa với khách hàng vẫn chưa lấy ra. Này. Con này biển ở đâu vậy anh? Con V3 này biển số 18G1 50253. Biển số cặp luôn, 5253, đúng không? Rồi. Đó, bữa hôm là bán 25/2022 nhá. Xe mới 3.000 cây à. Quá mới luôn. Đấy, thấy bình con này, sạc bình con này hết bình như này. Để lâu không đi nó bình nó xuống á, yếu à. Bình bên nằm bên này. Xe sạc mới lắm chị. Ừ. Con này mình còn nhiêu anh? 25 triệu à. 25 luôn hả? Ờ, bán 25 luôn. 25 triệu à, đúng không? Bây giờ V3 nó không một vết chày nhá. Anh chị em nhá. Đó. Bây giờ V3 25 triệu. 150 nè.
Đây là EK 250 2021 nhá. EK này 2021. Xe là đoàn bán nó cho 24 triệu. Bao hồ sơ. EK 150 2021 nhá. Cũng có mười mấy ngàn cây thôi, đúng không? 2021 mười mấy ngàn cây thôi. Đó, bao đẹp luôn. Đó, 24 triệu. Đó, 24 mùa xuân. Cần xem chi tiết xe kỹ hơn có thể liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị. Có Zalo ha. Xem chi tiết và xe. Đây là con NVX 155. Đó, NVX 155 nha anh chị em. Biển số 94E1 38101. Đúng không? Có 19 triệu thôi. 155 19 triệu nhá. Rồi, thắng ABS luôn nha anh chị. Đó. NVX. Rồi, NVX xuống phía dưới mình còn hai chiếc xe tay ga dưới. À, con Vision Elite mới về đây này. Đúng không? Vision trong luôn. Vision trong này 13 triệu. Đó. Thắng Ngọc Trinh. Đó. Anh chị em mình thấy mua vẫn có giảm tiếp mà, 13 triệu nhá. 13 cũ. Ừ. Con này Elite. Ở đâu? Biển số 62P1 51622. Không. Cái lít nè. Và con lít là biển số 62M1 48386. Số cặp đẹp luôn nhá, 8386 nhá. Đó, 2017. Đó. 2017 nhá. Lít này thì tuyệt vời đẹp luôn. Máy móc bên cửa hàng bao zin êm, không? Cốp này này. Đó là anh chị em luôn, mẫu xe này cốp rộng lắm. Anh chị em mình có đi du lịch sinh thái ở đâu á, bỏ thùng bia, thùng nước ngọt trong đi, bỏ đá vô ướp đi tới nơi là mát mẻ luôn. Từ phía trước ra tới phía sau luôn anh chị ơi. Quá rộng rãi luôn, anh chị em mình nhá. Thoải mái luôn. Đúng không? Có 19 triệu 600 ngàn cành. Rồi, tiếp tục qua khu vực bên đây còn nữa nè. Chờ bên này còn đi. Ví dụ được con Janus này đi. Nằm lâu quá rồi. Đó. Janus nằm lâu quá rồi nhá. 13 triệu. Ok chưa? Janus 2018 khóa Smart Key. Mình bao rẻ luôn 13 triệu. 13 bữa 14 à. 14 triệu này, mình giảm con 13 này, đúng không? Đó. Và đây cũng là con Lead 27 cũng giống con kia thôi, đúng không? 19 triệu 800 cành. Nha. Rồi, tiếp tục luôn. AB còn cả lô luôn anh chị ơi, nhiều lắm nè. Con này mình giảm đây này. Con này làm lâu này 93E108362 này, đúng không? 15 triệu. Đó, ok chưa? 15 luôn. 15 triệu luôn, 24 nhá. Bữa là 17 nữa hả? 17. Bữa nay tôi giảm tới 2 nữa. Bằng 3 triệu luôn. À 2 triệu luôn. 2 triệu luôn. Đó. 15 nhá. Rồi, tiếp tục. Và Vision, con này là 2019 hay 2020 này. Với còn 21 triệu này. Xong con chưa? Khóa thông minh phải không anh? Khóa thông minh. Khóa Smart Key nhá. Con này biển ở đâu vậy? Biển số là 37. Vỏ trước vỏ sau nó còn nhá. Ô tô bao chuẩn luôn 17 ngàn cây. Đó. Và con này là đen nhám này, đầu máy 75. Cửa hàng 215, đầu máy 75, cửa hàng bán cho 20 triệu. Đó. Đúng không? Đen nhám nguyên bản không anh chị? Biên bản nó đầu máy 75 đời cuối luôn nhá. Rồi, tiếp tục. Và đây là AB 214, 215, còn 24 5 con. Mình bán đồng giá cho 17 triệu một con. 17 triệu. Từ đây để ra ngoài mình bán cho 17 triệu một con, ok chưa? Và đây là con biển số 48 này. Rồi. Lên áo đen nhám này 17 triệu nhá. Và đây là con biển số 47. Đó, 08927 214, mình bán 17 triệu luôn. Đúng không? Màu đỏ đen. Và đây con đỏ đen là biển số 93. Mình cũng bán 17 triệu luôn nhá, anh chị em. Đọc ngay là một loạt giá 17. Đúng rồi, mình đọc một loạt thôi mà. Đọc lại biển số cho người ta thấy chứ, đúng không? 2 4 5 6 con. Con này biển 93 nè. 93 này. 17 triệu một con, đúng không? Đó. Còn AB đầu bò ngoài này á, đúng không? Một loạt AB này 4 con này này, cứ 12 triệu một con. Đúng không? Rồi, đầy đủ màu luôn nha anh. Đầy đủ màu luôn. Bà chủ bà cứ bán mấy là mình cứ xuống mình cứ lâu lên mình giảm bà chủ con nạt mình chịu sao giờ, đúng không? Anh chị em bà con mình nhè. Lựa chứ nào mà lựa nha anh chị ơi. Con này thì nãy mình chưa coi biển số nè. Con này biển Sài Gòn. Biển Sài Gòn. 17 đó anh chị. 17 triệu nhá. Còn AB đầu bò đây. AB 12 triệu một con. Sang có biển số ấy. Con đầu tiên là biển Sài Gòn luôn nè. Sài Gòn. Hai con 93, hai con Sài Gòn, đúng không? Con này 93 nè. Con này Sài Gòn. 93 luôn. Con ngoài Sài Gòn. Đó. Đó, anh chị các bạn mình có quan tâm dòng xe nào mình nhanh liên hệ qua số trên màn hình giúp em nha. Anh chị em ủng hộ nhá. Đó. Đó. Lâu em lên tí là anh chị em mình xuống ủng hộ mạnh tay nhá. Cứ xuống em đi bớt tiền xăng cổ. Ít nhất có thùng bia con gà về để rửa xe, đúng không? Rồi, cảm ơn anh chị em mình xem video và chia sẻ và ủng hộ cửa hàng thời gian vừa qua nhá. Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn anh, hôm nay phải nói là giảm rất là mạnh luôn, giảm rất là nhiều những cái dòng xe bên cửa hàng nha anh chị ơi. Đúng rồi, lâu lâu lên xả tí bà chủ bà chửi cho vui, đúng không? Rồi ok nha, chị nào mà có xem được clip này, mình đưa cái dòng xe nào mình nhanh liên hệ qua số trên màn hình giúp em nha. Và em xin tạm dừng video tại đây nha anh chị các bạn. Cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Hẹn gặp anh chị các bạn ở video tiếp theo.